Tuần này cái thử thách của các em là nhảy một bài nhóm trong cái show của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Giờ mình tập nhé. Tập nhảy múa 50% là từ biên đạo và 50% là của dancer. Anh không có tính tụi em là thí sinh nữa, anh tính tụi em là dancer. Và nếu mà không làm thì thôi. Anh John Huy dựng rất nhiều động tác hay. Bọn mình phải thể hiện được cái cá tính của mỗi người. 2 tiếng rưỡi tập luyện với cả anh John Huy. Có những lúc mà mình nhảy chậm so với mọi người và mình lại đứng đơ ra. Áp lực và lo lắng bởi cái thời gian tập luyện của bọn mình chỉ có 2 tiếng. Huyền Thân, Minh Thảo, Ngọc Sơn và Thủy Tiên. Vầng trăng đơn côi trong đêm, buồn nhớ ai trăng rơi trên sông. Cùng sóng nước trăng trôi lang thang, đi tìm người thương. Nửa vầng trăng em ơi phương xa, nửa nhớ mong anh đây ngóng chờ. Chờ em tới với những nỗi nhớ, cho tròn vầng trăng. Người ở đâu trăng anh lẽ loi, nếu quên mau yêu thương ngày nào. Vẫn chẳng héo uống với tiếc thương, cho tình vội xa. Chỉ mình anh đêm mong bận phố, anh chẳng non ai chia đôi vầng. Mỗi dài mãi dẫu có đớn đau vẫn ôm tình em. Ngồi đây với trăng tàn lẽ loi, lòng anh nhớ em nơi cuối trời. Dù sáng em giờ đây vội vã, vui tình duyên mới. Một mình anh ôm lòng đớn đau, tim em dưới anh chẳng khuyên tàn. Lòng anh mong rằng em không quên ở nơi vắng. Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi, lòng anh nhớ em nơi cuối trời. Dù rằng em giờ đây vội vã, vui tình duyên mới. Một mình anh ôm lòng đớn đau, tìm em dưới anh chẳng biết tàn. Lòng anh mong rằng em không quên ở nơi vắng xa em, anh vẫn chờ.